hiểu điều gì đang xảy ra đối với mình rồi. Mà mẹ nó chạy mấy cây số giờ không đem súng lấy bắn. What? What the fuck? Đúng đó. Trời trời. Tống trời. Kiếm đã đời có cò rồi. Giờ không có súng. Mất cây súng luôn rồi các bạn ơi. Không phải mất, có đem đâu mà mất. Quên đem súng. Trời ơi. Ra kiếm có cò á, ngụy trang rồi á, giờ không có súng. Nó trả về nữa. Báo thì chứ. Báo luôn. Trời trời. Chịu nổi không bạn? Không đem súng các bạn ơi. Ra chiến trường mà không đem súng thì thôi thôi rồi. Giặc giết chết. Về lấy súng. À cò quá trời cò luôn. Bây giờ súng đâu bắn các bạn? Chạy về lấy súng. Vào cò sao đã không đem theo súng. Thôi tao lại luôn. Giờ anh em về trò lấy súng rồi các bạn ơi. Năm con đủ nhậu rồi về nha. Cố gắng. Nguyễn Trang đem đồ vô hết trơn rồi mà mẹ súng đâu. Hết tình. Thôi đi. Có súng rồi mấy bạn ơi. Để quên đem. Động trời động đất thì chứ. Lần đầu tiên đi con cò mà quên đem súng. Này mình ngụy trang máy quay nha các bạn. Để cho mấy bạn thấy rõ mình lúc mà mình tiếp cận con cò. Đây. Đây, lúc này là mình đang chỉnh máy quay để định hướng cò như thế nào.
Ừ, cho bá lửa luôn. Này ba con. Quá trời bự luôn hai ơi. Tép mấy bạn ơi, hút đứa thuốc cho đỡ lạnh. Lạnh quá hả?
đã quá các bạn ơi, nãy giờ cọ bay lên bay xuống nhìn thấy đã mắt luôn. Cò bay lên bay xuống ăn cá các bạn, bay lên bay xuống ăn cá. Ơi! Ui! Dính tàn bài lúc trên kia luôn các bạn ơi. Cò lo mũi tên đi mất tiêu các bạn ơi. Giờ mình phải lại mình kiếm nha. Chờ đồng bọn đi rước kiếm đó.
bọn tới rồi mấy bạn ơi, đồng bọn tới rồi, giờ đồng bọn rước mình đi kiếm cò. Kê đó đó mấy bạn thấy không, đó vai còn hơn là chim điêu đại hiệp nữa, vai như chim điêu á. Ai mũi tên mình cuối cùng cũng tìm thấy rồi, cái này thiệt thiệt. Đây, hên quá, vừa xúc luôn. Đây. Wow. Bắn gì đâu mà lôi đi cả cây số luôn trời. Trời ơi, nó bay bà cố nó bay. Hên thiệt, cũng hơi mất mũi chỉ rồi. Quá trời bự còn. Bự không? Bự cho bá luôn các bạn. Đây. Tân 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 tân. Đây. Đâu rồi? Hên quá. Tính đâu mất mũi chỉa là xong luôn rồi. À! Dạ hắn với chị. Dạ. Nhung nhớ đông đầy trong lòng mặt, buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm ta nhớ như vậy. Em hơi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng. Ê thôi bơi. Trời ơi, nó bay quá trời bay mấy bạn ơi. Cái này giống như phim hành động á. Đây, buổi đi săn của mình đến đây là kết thúc rồi mấy bạn ơi. Được mấy con cũng đủ nhậu rồi. Lời nói sau cùng thì cũng xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu cảm thấy hay nhờ các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ giúp anh em đời sống giả, để có động lực anh em mình làm video tiếp theo nha các bạn. Cảm ơn, chào các bạn.